chào các em học sinh khối 6. Cô tên là Tạ Thủy Nhiên, giáo viên toán, trường trung học cơ sở Đặng Trần Côn, quận Tân Phú. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em với chủ đề Khi nào thì góc XOY cộng góc YOZ bằng góc XOY. Để bắt đầu tiết học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị cho thứ nhất, sách giáo khoa toán 6 tập 2, vở ghi, thước đo độ, giấy nháp và đồ dùng học tập. Trong bài học sẽ có các câu hỏi tương tác, khi đó các em bấm dừng và làm bài vào vở, rồi xem tiếp để sửa bài. Nội dung của bài học ngày hôm nay gồm có 4 phần. Phần thứ nhất, nhắc lại kiến thức cũ. Phần thứ hai, chúng ta cùng tìm hiểu khi nào thì tổng số đo hai góc XOY và YOZ bằng số đo góc XOZ. Phần 3, chúng ta cùng tìm hiểu hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù. Và cuối cùng là bài tập tự luyện. Bây giờ cô và các em cùng đến với phần 1, nhắc lại kiến thức cũ. Chúng ta cùng đến với bài tập sau. Cho góc XOY. Vẽ tia OY nằm trong góc XOY. Đo góc XOY. Góc XOY. Góc YOZ. So sánh số đo góc XOY cộng góc YOZ với số đo góc XOY. Để đo hay vẽ góc, các em dùng dụng cụ gì? À, các em sử dụng thước đo góc. Bây giờ chúng ta hãy cùng đo góc XOZ bằng cách đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc. Một cạnh của góc, chẳng hạn ở đây là cạnh OX đi qua vạch số 0 của thước. Cạnh còn lại là cạnh OZ đi qua vạch 70 độ. Ta nói góc XOZ bằng 70 độ. Đồng thời chúng ta cũng đo góc XOY. Góc XOY bằng 40 độ. Cô ghi lại kết quả. Tiếp theo, các em đo góc YOZ. Góc YOZ có số đo bằng 30 độ. Chúng ta thấy rằng góc XOY cộng góc YOZ bằng 40 độ cộng 30 độ bằng 70 độ. Mà góc XOZ bằng 70 độ nên ta có thể suy ra góc XOY cộng góc YOZ bằng góc XOZ. Vậy qua đo đạc, chúng ta thấy rằng nếu tia OY nằm trong góc XOZ thì ta có thể suy ra góc XOY cộng góc YOZ bằng góc XOZ. Tia OY nằm trong góc XOZ ta có thể diễn đạt bằng cách khác, đó là tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ thì ta có thể suy ra góc XOY cộng góc YOZ bằng góc XOZ. Đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng ta qua bài 4. Khi nào thì góc XOY cộng góc YOZ bằng góc XOZ? Các em qua một nhỏ. Khi nào thì tổng số đo hai góc XOY và YOZ bằng số đo góc XOZ? Cô và các em cùng đọc nhận xét. Nếu tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ thì góc XOY cộng góc YOZ bằng góc XOZ. Trong toán học, người ta thường hay hỏi điều ngược lại có đúng hay không, thì trong trường hợp này hoàn toàn đúng, nghĩa là nếu góc XOY cộng góc YOZ bằng góc XOZ
thì tia OI nằm giữa hai tia OX và OZ. Để hiểu rõ hơn phần nhận xét, cô và các em cùng đến với ví dụ sau. Ví dụ 1. Cô lấy bài 18 sách giáo khoa trang 82. Cô và các em cùng đọc đề. Cho tia OA nằm giữa hai tia OB và OC. Biết góc BOA bằng 45 độ. Góc AOC bằng 32 độ. Tính góc BOC. Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả. Trước tiên, em trả lời cho cô câu hỏi. Đề bài cho biết gì? À, đề bài cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC. Góc BOA bằng 45 độ. Góc AOC bằng 32 độ. Đề bài yêu cầu tính góc BOC. Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả. Dựa vào dữ kiện đề bài cho, tia OA nằm giữa hai tia OB và OC. Theo nhận xét, ta có công thức gì? Các em lấy vở, bấm dừng, làm bài vào vở, sau đó xem tiếp để sửa bài. Bây giờ cô sẽ sửa bài tập này. Tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, thì ta có góc BOA cộng góc AOC bằng góc BOC. Các em thay số 45 độ cộng 32 độ bằng góc BOC. Các em tính toán góc BOC bằng 77 độ. Sau khi tính toán xong, để biết được kết quả chính xác hay chưa, các em dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả. Các em dùng thước đo góc BOC. Góc BOC bằng 77 độ. Đấy cũng chính là ý thứ hai mà đề yêu cầu trong bài tập này. Từ đây ta có thể rút ra được trong ba tia chung góc, trong đó có một tia nằm giữa hai tia còn lại. Biết số đo của hai góc thì chúng ta sẽ tính được số đo của góc thứ ba. Chúng ta qua ví dụ 2. Cô và các em cùng đọc đề. Ví dụ 2. Biết góc AOB bằng 35 độ. Góc BOC bằng 48 độ. Góc AOC bằng 83 độ. Hỏi trong ba tia OA, OB, OC, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Để làm được bài tập này, cô gợi ý chúng ta sử dụng phần nhận xét ở đều ngược lại. Nếu góc XOY cộng góc IOZ bằng góc XOZ. Hai góc XOY và góc IOZ có cạnh chung là cạnh nào? Đó là cạnh OY. Thì ta suy ra tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ. Trở lại với ví dụ 2 cô đã cho, ta thấy rằng góc AOB cộng góc BOC bằng 35 độ cộng 48 độ bằng 83 độ. Mà góc AOC bằng 83 độ, nên ta suy ra góc AOB cộng góc BOC bằng góc AOC. Ta thấy rằng hai góc AOB và BOC có cạnh chung là cạnh nào? Đó là cạnh OB. Nên ta kết luận vậy, tia OB nằm giữa hai tia OA và OC. Qua hai ví dụ này, chúng ta cần nắm được nếu tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ,
thì góc XOY cộng góc YOZ bằng góc XOZ. Ngược lại, nếu góc XOY cộng góc YOZ bằng góc XOZ thì tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ. Chúng ta qua phần 2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù. Cô và các em cùng tìm hiểu. A. Hai góc kề nhau. Cô có hình vẽ sau. Chúng ta có nhận xét gì về các cạnh của góc X, O, Y và góc Y, O, Z? Ta thấy rằng góc X, O, Y và góc Y, O, Z có cạnh chung là cạnh OY. Hai cạnh còn lại là OX và OZ nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ trước cạnh chung OY, nên ta gọi góc XOY và góc YOZ là hai góc kề nhau. Từ đó chúng ta có khái niệm hai góc kề nhau. Cô và các em cùng đọc khái niệm. Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ trước cạnh chung. Chúng ta qua B. Hai góc phụ nhau. Cô có ví dụ sau. Góc TOH bằng 50 độ. Góc MON bằng 40 độ. Em có nhận xét gì về tổng số đo của hai góc này? À, góc TOH cộng góc MON bằng 50 độ cộng 40 độ bằng 90 độ. Hai góc này có tổng số đo bằng 90 độ, nên ta gọi hai góc TOH và góc MON là hai góc phụ nhau. Từ đó, cô có khái niệm. Cô và các em cùng đọc khái niệm. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ. Ví dụ, góc 62 độ và góc 28 độ là hai góc phụ nhau. Chúng ta qua C nhỏ. Hai góc bù nhau. Cô có hình vẽ sau. Góc A, Y, B bằng 60 độ. Góc X, O, Y bằng 120 độ. Các em có nhận xét gì về tổng số đo hai góc này? À, góc AIB cộng góc XOY bằng 60 độ cộng 120 độ bằng 180 độ. Hai góc này có tổng số đo bằng 180 độ, nên ta nói góc AIB và góc XOY là hai góc bù nhau. Từ đó, cô có khái niệm. Cô và các em cùng đọc khái niệm. Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180 độ. Ví dụ, góc 112 độ bù với góc nào? À, góc 112 độ và góc 68 độ là hai góc bù nhau. Lý do, 112 độ cộng 68 độ bằng 180 độ. Chúng ta qua D nhỏ. Hai góc kề bù. Cô có hình vẽ. Các em có nhận xét gì về tổng số đo hai góc MOT và góc TON? À, góc MOT cộng góc TON bằng 55 độ cộng 125 độ bằng 180 độ. Hai góc này có tổng số đo bằng 180 độ, nên ta nói góc MOT và góc TON là hai góc bù nhau. Mặt khác, về cạnh, hai góc MOT và góc TON có cạnh chung là cạnh
OT. Hai cạnh còn lại là OM và ON nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau, có bờ chứa cạnh chung OT, nên ta gọi góc MOT và góc TON là hai góc kề nhau. Nếu mà cặp góc thỏa mãn hai yếu tố vừa kề nhau, vừa bù nhau, thì ta gọi đó là hai góc kề bù. Vậy, góc MOT và góc TON là hai góc kề bù. Cô và các em cùng đọc khái niệm. Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau. Để nắm vững hơn kiến thức đã học, cô có ví dụ sau. Cô và các em cùng đọc đề. Cho hình vẽ. Các em quan sát kỹ hình vẽ để biết được số đo các góc có trên hình nhé. Và đây là câu hỏi của bài. A. Kể tên các góc kề với góc IOH. B. Kể tên các cặp góc phụ nhau trên hình. C. Góc TOI bù với góc nào? D. Tìm góc kề bù với góc XOH. Các em lấy vở, bấm dừng, làm bài vào vở, sau đó xem tiếp để sửa bài. Và bây giờ cô sửa bài tập này. A. Góc kề với góc IOH là góc HOT và góc HOX. B. Cặp góc phụ nhau trên hình là góc IOH và góc HOT. C. Góc TOI bù với góc TOX. D. Góc kề bù với góc XOH là góc HOY. À, cô mở rộng thêm cho các em câu D. Ở câu D thì ta có góc XOH và góc HOY là hai góc kề bù, nên ta có góc XOH cộng góc HOY bằng 180 độ, chính là góc XOY. Vậy góc XOY là góc bẹt, mà góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau, nên tia OX và tia OY là hai tia đối nhau. Ta xem lại hai góc XOH và góc HOY có cạnh chung là cạnh OH. Hai cạnh còn lại là OX và OY là hai tia đối nhau, nên cô có cách diễn đạt khác về hai góc kề bù. Đó là hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau. Chúng ta qua ví dụ 2. Cô và các em cùng đọc đề và vẽ hình vào vở. Cho góc XOY bằng 120 độ. Vẽ tia OY phẩy là tia đối của tia OX. Tính góc IOY phẩy. Và đây là hình vẽ của cô. Để làm được bài tập này, trước tiên các em trả lời cho cô câu hỏi. Đề bài cho biết gì? À, đề bài cho biết góc XOY bằng 120 độ. Tia OY phẩy là tia đối của tia OX. Đề bài yêu cầu tính góc IOY phẩy. Từ dữ liệu tia OY phẩy là tia đối của tia OX, nên ta có góc XOY và góc IOY phẩy là hai góc gì? À, góc XOY và góc IOY phẩy
là hai góc kề bột, nên ta có công thức cộng góc. Góc x ô y cộng góc y ô y phẩy bằng 180 độ. Các em thay số. 120 độ cộng góc y ô y phẩy bằng 180 độ. Vậy góc y ô y phẩy bằng 180 độ trừ 120 độ. Góc y ô y phẩy bằng 60 độ. Chúng ta kết luận. Vậy góc y ô y phẩy bằng 60 độ. Để củng cố kiến thức đã học, cô và các em cùng tham gia trò chơi sau. Ai nhanh, ai đúng? Câu số 1, điền vào chỗ chấm. Nếu góc TMB cộng góc BMY bằng góc TMY thì tia chấm chấm nằm giữa hai tia MT và chấm chấm. Thời gian suy nghĩ và trả lời là 5 giây. Và đây là đáp án đúng. Ta có góc TMB và góc BMY. Hai góc này có chung cạnh MB. Vậy ta kết luận tia MB nằm giữa hai tia MT và MY. Câu số 2. Cô và các em cùng đọc đề. Tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ. Biết góc XOY bằng 35 độ. Hỏi góc YOZ là góc nhọn, vuông, tù hay bẹt nếu số đo góc XOZ bằng 120 độ. Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi này là 10 giây. Và đây là đáp án đúng. Vì tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ nên góc XOY cộng góc YOZ bằng góc XOZ. Các em thế số. 35 độ cộng góc YOZ bằng 120 độ. Góc YOZ bằng 120 độ trừ 35 độ. Góc YOZ bằng 85 độ. Góc YOZ bằng 85 độ. Đây là góc có số đo lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ. Nên ta có kết luận sau. Góc YOZ là góc nhọn. Qua bài học ngày hôm nay, các em cần nhớ cho cô những nội dung sau. Thứ nhất, phần nhận xét. Thứ hai, các cặp góc đặc biệt gồm có hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề nhau và đặc biệt hơn nữa, hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau, người ta gọi đây là hai góc kề bù. Cuối cùng là bài tập tự luyện. Các em làm cho cô bài 22, 23 sách giáo khoa trang 82, 83. Bài học hôm nay đã kết thúc. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Chúc các em học tốt. Thân ái, chào tạm biệt.